Vâng, chiếc màn ảnh nhỏ các bác là những chiếc máy chống hú feedback XTR 4.0, hàng chuẩn xịn, hiệu quả chống hú rất là tốt. Các bác đang dùng những dàn âm thanh karaoke cũng như là các bác đang đi làm sự kiện, những show diễn mà cái dàn của các bác nó bị hú thì cực kỳ là khó chịu khi hát karaoke cũng như là các bác làm sự kiện thì rất là mất điểm. Đấy, thì đây là một cái thiết bị hỗ trợ các bác trong các cái dàn âm thanh gia đình cũng như là các cái dàn âm thanh sự kiện rất là tốt, đấy, rất hiệu quả. Đó thì các bác lưu ý những dàn âm thanh của các bác nó bị hú, bị rú rít thì nó rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là các thiết bị của các bác đang dùng nó không được hỗ trợ chế độ chống hú. Đấy, thì các bác chỉnh đến đâu chỉnh, kể cả giỏi đâu giỏi nhưng các bác cứ chỉnh được cái nọ thì nó lại mất cái kia. Chỉnh được các bác mà đỡ hú thì nó lại nặng. Đấy, mà chỉnh được các bác hát được thì nó lại bị hú, bị rú rít, và nó rú rít thì nó cực kỳ là khó chịu và nó làm ảnh hưởng đến kinh tế của các bác. Những đôi loa đắt tiền mà các bác mua, các bác đầu tư nó có thể chết loa, có thể chết tép là vì lý do là nó hú, nó rú rít. Đấy, chưa kể là nó rất là khó chịu và hát karaoke nó sẽ bị mất điểm khi các bác hát karaoke. Thì trong cái phân khúc karaoke gia đình cũng như là các bác đi làm sự kiện, những dàn âm thanh sự kiện, thậm chí có những dàn âm thanh hàng trăm triệu, vài trăm triệu nhưng các bác vẫn bị rú rít và vẫn phải nhờ đến thiết bị, đó là những chiếc máy feedback XTR 4.0 như hôm nay em giới thiệu đến các bác. Thì chiếc 4.0 này nó thiết kế rất là đẹp, công tắc bật tắt nguồn power, và đây là cái mặt phay nhôm của nó rất là đẹp luôn và có mặt quắc hiển thị đó. Và chế độ chống hú của này nó chống hú rất là hiệu quả. Và chiếc XTR model 4.0 này thì các bác có thể dùng trong phân khúc vừa gia đình vừa đi làm sự kiện được, để rất là tiện, rất là đa dạng. Con này hàng nhập khẩu, có cả nguyên hộp và sách hướng dẫn, tem phiếu bảo hành đầy đủ, chế độ chống hú rất là tốt. Đấy, và các bác đã mua, đã sử dụng những con này thì các bác rất là ngợi ca, rất là ca, bởi vì cái chế độ của nó chống hú và nó không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng của micro. Đấy, em lưu ý với các bác, nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng của tiếng mic, đường mic. Đấy, đó là cái giá trị của những chiếc máy chống hú XTR 4.0 này, làm được cái điều vĩ diệu đến như vậy. Đấy, thì trong phân khúc ngày hôm nay em sẽ giới thiệu và test những chiếc máy này để gửi đến các bác và anh em trên mọi miền đất nước đang đặt hàng ở điện tử Cao Phong. Đấy, lưu ý với các bác là một lần nữa em nhắc lại các bác là các bác đang sử dụng những dàn âm thanh mà bị hú, bị rú rít mic thì đây là một vị cứu tinh cho các bác và nó không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh, chất lượng mic của các bác hát karaoke. Đó là cái điều tuyệt vời của những chiếc máy XTR 4.0 này làm được. Và hàng xịn sò. Đấy, chất lượng rất là tốt, bảo hành dài và hiệu quả chống hú cao. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc máy chống hú XTR 4.0 này thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo số điện thoại 077226096. Em giao hàng toàn quốc. Đây, công tắc bật tắt nguồn này, ấn vào này. Đó, cái màn hình này. Khi các bác nhé, đây là em đang quay điện sáng. Còn bình thường cái mặt quắc này rất là sáng. Đó, ấn vào công tắc này, công tắc power này. Đó, nó sẽ hiển thị cái mặt quắc lên rất là đẹp. Thấy chưa? Đúng không? Rất là đẹp luôn. Feedback XTR, mặt phay nhôm, màu đen. Cái màu đen này, cái màu các bác rất là dễ ghép. Em sẽ quay về phía đằng sau các bác nhé, để các bác nhìn này, hàng chất lượng luôn, hàng hãng. Đây, các bác nhìn này, các cái thông số của nó này, hàng hãng, nhìn làm rất là khôn, rất đẹp. Và lưu ý các bác này, có đường vào này, in 1, in 2, in 3, in 4, tức là 4 đường vào. Và đồng thời là ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, tức là 4 đường ra, 4 cửa vào và 4 cửa ra. Thì các bác có thể kết nối liền lúc là 4 bộ mic không dây, nếu như bác làm sự kiện. Còn các bác chơi gia đình thì các bác chỉ cần một cửa vào một cửa ra, còn đầu cấp không dùng đến các bác bỏ không sao. Nhưng cái hiệu quả chống hú của nó rất là tốt. Đấy. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc máy hỗ trợ chống hú cực kỳ tốt, hiệu quả như này thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096, em giao hàng toàn quốc. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Một lần nữa xin mến chào các bác và anh em.